má mua tôi sầu gì. Chết rồi bà ơi, chết rồi bà ơi, trời ơi bà ơi, bà ơi, quý rồi, quý rồi, có chuyện lớn rồi bà ơi, có chuyện lớn rồi bà ơi. Cái gì? Mấy chục gốc sầu riêng của mình đó. Ừ. Cuối vườn bông đó. Ừ. Nó rụng hết, gốc rễ nó thối hết. Sầu riêng nó rụng là một cái hiện tượng rất là tự nhiên. Bà chậm tiêu quá vậy. Nó rụng thì còn đâu trái nữa để cho bà bán. Mà bà không bán được thì tiền đâu bà có. Bà không có thì bà ăn cám. Hả? Tự nhiên nó rụng nó thúi quắc hết hả? Thì bởi vậy tôi nói có chuyện lớn rồi. Bây giờ phải làm sao? Cách sao? Đây. Cái gì? Xích lại đây. Yeah. Hey, tới nhà rồi. Ủa anh chị hai đi đâu vô nhà em vậy? Thăm. Thăm hai em khỏe không? Dạ khỏe. Hồi nãy em đi ngang cái vườn sầu riêng của anh đó, thấy vườn sầu riêng của anh nó làm sao, nó đẹp không? Trời bữa nay nhìn phát ham luôn nha. Hai đứa có muốn chăm sóc cái vườn sầu riêng đó không? Muốn lắm nhưng mà bây giờ dễ gì được nữa chị. Bậy, được hết á, em muốn là được hết à. Có một điều kiện nhỏ. Điều kiện gì chị nói đi. Đổi đi, giờ hai đứa đưa cho chị cái vườn xoài đang tươi tốt với lại một bầy heo đang uẩn ỉn mập ú tù đù, đưa cho anh chị coi đi. Bậy, miếng vườn nữa, miếng vườn này. À, rồi miếng vườn này anh chị chăm luôn cho, rồi cái nhà này anh chị ở luôn cho. Rồi, chị sẽ đổi cho hai đứa cái vườn sầu riêng bệnh đó. Ai bệnh? Cái gì bệnh? Tôi bệnh. Thì bà suốt ngày toàn là xuống toàn là đứt hết không à. Vậy chừng nào tụi em lấy vườn được anh chị? Ngay và luôn. Thương quá trời quá đất. Trời ơi, người ta nói sầu riêng mà đi vô tới vườn á nó thơm nức mũi. Đằng này vô vườn sầu riêng mà sao nó thúi quắc. Bởi vậy anh thấy hai em anh đứt từng đoạn ruột. Thua ông ơi. Cái gì mình bỏ là coi như không ai làm được hết. Dạ cảm ơn anh chị hai đã qua đây an ủi và chia sẻ tụi em. Chồng em á đã tìm ra cách chữa trị cho cái vườn sầu riêng này rồi. Cái gì? Tụi bay đã tìm ra cách chữa trị cho cái vườn sầu riêng này ư? Dạ đúng rồi chị. Đúng nghe nè. Có gì đâu. Cái vườn sầu riêng em nó bị bệnh gì vậy em? Bị bệnh rụng và thúi bông á. Hai cái lớp vỏ bao quanh bên ngoài cái bông á nó bị nấm tấn công, cho nên là từ từ lâu ngày á nó sẽ lan vô cái bông và bông bị thúi và rụng đi. Cái đặc điểm nhận dạng của cái nấm bệnh này á là nó có màu nâu sáng mà nó hơi lõm xuống. Do tìm tòi học hỏi á nên tụi em á đã tìm ra cách chữa trị cho cái vườn sầu riêng này đó. Là trước tiên mình phải cắt cành tạo tán cho vườn cây nó thông thoáng. Rồi sau đó đó là mình gom những cái bông mà bị bệnh đó là đem đi tiêu hủy hết. Còn thứ ba đó là mình phải phun thuốc phòng ngừa trước khi bông nó trổ. Nếu mà năm nay vợ chồng mình chăm sóc tốt á thì sẽ được bội thu đó hen mình. Đúng rồi đó. Trời đất quỷ thần ơi, nó bội thu. Anh già. Sầu riêng nhập bả. Nhập cái gì? Ông là một người đàn ông bất tài vô dụng. Trời ơi là trời. Trời đất ơi, bà gì sầu riêng bà xí nhục chồng bà. Bà nói tôi bất tài vô dụng mà đứng lại không? Bà con ơi, đối với bệnh thối cây sầu riêng do nấm gây ra đó, biểu hiện đó là ở hai mảnh vỏ bao quanh hoa sầu riêng sẽ bị nấm tấn công trước, sau đó lan dần vào cánh hoa khiến cho hoa bị thối và rụng. Biểu hiện của bệnh này là có màu nâu sáng và hơi lõm xuống. Để phòng ngừa bệnh này thì chúng ta cần phải cắt cành tạo tán giúp cho vườn cây được thông thoáng, thu gom và tiêu hủy hết các hoa đã bị bệnh. Và nhớ là phun phòng các loại thuốc có trong vườn cây mơ ước khi hoa chuẩn bị nở bà con nhé. Ây da, vợ chồng ông Bảo dễ gì để yên chuyện này ta. Bà con à, muốn biết thì nhớ đón xem tập tiếp theo nhé. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Một chương trình khuyến mãi kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay. Tương bừng khuyến mãi thoải mái đếm tiền khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm thép 400SC, bung 650WB, Atomic 108SL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 200 triệu tiền mặt, 39 giải nhì, mỗi giải một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn gói bung. Bà con lưu ý thẻ cào dán bên ngoài sản phẩm. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Xin chúc mừng anh Châu Văn Thắng ở xã Thượng Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã trúng 200 triệu đồng tiền mặt và thằng tài tôi tiếp tục trao một xe Honda E-Blade đến anh Nguyễn Hồng Viên ở xã Thuận Thế An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngày hôm nay tôi trúng xe lắm, tôi rất là vui. Hết mưa mê hàng quả đó cho tôi, phòng chừa được bệnh, đau ốm và lép đáp hạt.
Tôi rất mừng tôi đã lãnh được 200 triệu của công ty ADC. Dạ, tôi rất cảm ơn công ty ADC đã trao cho tôi số tiền 200 triệu đồng. ADC, 20 năm mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.